mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, sông đất đầu năm là một trong những phong tục tốt đẹp, thể hiện niềm tin và hy vọng về năm mới may mắn thuận lợi của người Việt. Chọn người sông đất, chọn tuổi sông nhà, vì thế mà đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể qua loa được. Biết được những điều đại kỵ khi sông đất đầu năm mới dưới đây sẽ tránh được mọi xui rủi cho bản thân và gia đình. Sông nhà hay sông đất là tục xưa truyền lại, chứa đựng ý nghĩa văn hóa tốt đẹp, gửi gắm mong muốn có một năm mới, một khởi đầu năm mới thuận lợi suôn sẻ. Thông thường, gia chủ sẽ nhờ người có vía tốt, hợp tuổi với gia chủ, tính cách sởi lởi, phúc hậu, gia đình hòa thuận tốt lành tới thăm nhà đầu tiên trong năm mới. Nếu người sông đất đầu năm tốt và hợp, thì năm đó cả nhà thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn và đạt được thành công. Còn ngược lại, chọn sai người sẽ kéo theo xui xẻo, rủi ro không đáng có, rông cả năm. Vì vậy, các nhà gia đình phải thật cẩn trọng, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ sông đất đầu năm dưới đây. 1. Kiêng chọn người khó tính sông nhà đầu năm. Ngoài việc chọn người hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ, thì nhất thiết người sông nhà phải có tính cách vui vẻ, thoải mái và phóng khoáng. Người này sẽ mang tới vía tốt, giúp cả năm xuôi trèo mái mát, làm gì cũng nhanh nhẹn, tài lộc dồi dào, gặp được quý nhân giúp đỡ. Đi đâu cũng có người tốt đỡ đần. Nếu người có tính cách khó chịu, thường xuyên mặc đồ đen, suy nghĩ tăm tối tiêu cực, lối sống tệ nạn, đạo đức tồi hay nóng giận hoặc keo kiệt, thường cãi vã với người khác, thì năm mới sẽ không thuận, gặp nhiều khó khăn trong công việc, vấp phải trắc trở gập ghềnh, làm ăn không xuôi, đường công danh khó lên, gặp người chặt chẽ, tài lộc không phát triển. 2. Kiêng chọn người có tang sự, gặp tai nạn rủi ro, làm ăn thất bại, quá buộc. Một trong những điều cấm kỵ sông đất đầu năm là nhiều người nhà có tang. Năm mới gia đình có người mất trong năm cũ sẽ kiêng không tới chơi nhà người khác để tránh mang vận xấu tới nhà người ta, chứ đừng nói là tới sông nhà, sông đất. Theo dân gian, nếu chọn người này thì tang sự sẽ kéo từ nhà đó sang nhà mình, có thể trong năm gia đình sẽ thiệt người. Người làm ăn thất bát, gặp tai nạn xui xẻo, tai ương cũng không phải đối tượng tốt để nhiều sông đất năm mới. Đặc biệt những người có kiện cáo, tranh chấp, cãi cọ lớn cũng không nên nhờ sông nhà, bởi xui xẻo và vận hạn của họ có thể ảnh hưởng tới nhà mình trong cả năm mới. Dân gian gọi là vía xấu. Kiêng kỵ sông đất đầu năm cho biết người quá vợ quá chồng không tốt để sông đất, bởi người Việt quan niệm có đôi có cặp mới trọn vẹn viên mãn, gia đình hạnh phúc đại biểu cho phúc khí dồi dào. Người không may sớm mất vợ mất chồng, khuyết thiếu nhân duyên, không nên sông nhà vì không phù hợp, kể cả có được mời cũng nên từ chối. 3. Kiêng kỵ người có thai sông nhà đầu năm. Với quan niệm sinh giữ tử lành, việc để bà bầu người có thai sông nhà đầu năm cũng là điều kiêng kỵ. Kiêng kỵ tâm linh khi mang thai còn chỉ ra việc bà bầu khi sông nhà đầu năm có thể khiến em bé trong bụng sau khi lớn lên dễ tổn tài và sống cô độc, khó dựng vợ gả chồng. Ngày nay quan niệm này không còn phổ biến nữa, nhưng nhiều mẹ bầu ở tháng cuối cũng tránh việc đi sông nhà đầu năm mới, bởi môi trường ngày Tết khá ồn ào lộn xộn, mẹ lại bầu to dễ mệt, không thích hợp đến những nơi này. Bên cạnh đó, người có thai khi sông nhà cũng không được may mắn. 4. Kiêng kỵ mặc đồ khi sông nhà đầu năm. Theo các cụ ngày xưa, ngày Tết không nên mặc màu đen và trắng, bởi hai màu này có liên quan đến sự tang tóc và đau thương. Nếu ngày đầu năm mới mặc quần áo mới với hai màu này thì khả năng sẽ xảy ra mất mát, đau thương và u buồn. Theo đó, các cụ cho rằng Tết nên mặc những màu như đỏ, vàng, xanh, vì màu mang đến một năm mới may mắn, tài lộc. Màu vàng tượng trưng cho giàu sang, phú quý, màu xanh giúp cho mọi chuyện được phát triển, gia đình hòa thuận. Vậy nên khi người sông nhà mặc đồ trắng hay đồ màu đen đến nhà, bạn coi như đây là điềm báo không lành, các gia chủ phải hết sức lưu ý. 5. Kiêng kỵ những người tuổi phạm sông nhà. Trong năm 2023 Quý Mão, khi chọn tuổi sông nhà cũng phải loại ra những tuổi bị phạm sau. Trực thái tuế. Tới năm tuổi của con giáp nào thì con giáp đó phạm trực thái tuế. Người trực thái tuế dễ gặp nhiều rắc rối, nhiều chuyện buồn bực, không được như ý nguyện. Có thể phải bỏ ra nhiều công sức nhưng thành quả thu về không như ý muốn. Xung thái tuế là mối quan hệ lục xung trong địa chi, năm hạn thái tuế xung với tuổi cấm tinh, người gặp xung thái tuế có nhiều xáo trộn trong cuộc sống, nhiều thay đổi, môi trường xung quanh nhiều biến động, không được quý nhân trợ giúp nên làm gì cũng cần cẩn thận. Hình thái tuế là thiên xung, tức là xung không chính diện, người gặp hình thái tuế cũng ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy phá, gặp tai nạn hình thương bất ngờ. Hại thái tuế, người gặp hại thái tuế dễ gặp chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp có bước đột phá.
Tài vận lẫn sự nghiệp khó có bước đột phá, thị phi nhiều nên cần cẩn trọng và cố gắng nhiều hơn. Phá thái tuế, người gặp hạn phá thái tuế dễ gặp thất bại và tổn thất trong làm ăn, vận may sa sút, tiểu nhân thị phi bủa vây. 6. Kiêng kỵ những tuổi xung khắc với gia chủ. Cho dù đó là ai đi chăng nữa, họ may mắn thế nào cũng không cần biết. Nếu như họ bị rơi vào cục diện xung thái tuế khắc với chủ nhà thì tuyệt đối không nên chọn. Các tuổi xung khắc không nên chọn như sau. Tuổi Tý, kiêng kỵ những người tuổi Ngọ, Mão, Mùi, Tỵ xông nhà. Tuổi Sửu, kiêng kỵ chọn người tuổi Mùi, Ngọ, Thìn xông nhà. Tuổi Dần, kỵ những người tuổi Thân, Tỵ, Hợi xông nhà. Tuổi Mão, kỵ những người tuổi Dậu, Ngọ, Tý, Thìn xông nhà. Tuổi Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, Sửu, Mão xông nhà. Tuổi Tỵ, kỵ những người tuổi Hợi, Dần, Tý xông nhà. Tuổi Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, Sửu và tuổi Mão xông nhà. Tuổi Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, Tý, Tuất xông nhà. Tuổi Thân, kỵ chọn những người tuổi Dần, Hợi xông nhà. Tuổi Dậu, kỵ chọn những người tuổi Mão, Tý, Ngọ, Tuất xông nhà. Tuổi Tuất, kỵ chọn những người tuổi Thìn, Dậu, Sửu, Mùi xông nhà. Tuổi Hợi, kỵ chọn những người tuổi Tỵ, Thân, Dần xông nhà. Đó là những con giáp xung khắc không nên chọn xông nhà đầu năm 2023. 7. Tiêu chí chọn tuổi xông nhà đầu năm thu hút tài lộc cho gia chủ. Để có một năm mới khởi đầu vạn sự như ý, tài lộc dồi dào thì nhất định phải chọn được người xông đất phù hợp, đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí. Thứ nhất là người hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ, thiên can địa chi đều không xung, không hình, không hại. Các con giáp tam hợp, lục hợp, nhị hợp là tốt, nên chọn những người có cầm tinh thuộc nhóm này. Ngũ hành tương sinh chứ không tương khắc để sinh phúc khí, cát khí. Không chỉ chọn tuổi còn phải chọn người, chọn nết, tránh những người không nên mời xông đất đã liệt kê ở phía trên. Ưu tiên những người tốt vía, hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, thoải mái, hay nói, hay cười, được nhiều người yêu mến, hiền lành, đức độ, có phẩm chất và sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Sau đây là những tuổi tốt xông nhà đầu năm 2023 Quý Mão. Chọn được những người này xông nhà đầu năm thì vạn sự tốt lành, may mắn cả năm. Những tuổi này không bị xung khắc với thái tuế, quý vị chỉ cần chọn ra những tuổi không xung khắc với bản mệnh của gia chủ là được, và đó là các tuổi sau. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007, tuổi Tân Mùi 1991, tuổi Đinh Mùi 1967, tuổi Nhâm Tuất 1982, tuổi Bính Tuất 1946, tuổi Giáp Tuất 1994, tuổi Ất Sửu 1985, tuổi Tân Sửu 1961, tuổi Giáp Dần 1974, tuổi Mậu Dần 1998. Phía trên là những tuổi xông nhà, xông đất tốt dịp đầu năm mới 2023 nói chung, gia chủ nào cũng có thể tham khảo để lựa chọn, bởi đó là những tuổi không có sự xung đột, tương khắc về can chi, ngũ hành với lưu niên Quý Mão. Nếu cần kỹ càng và chuẩn xác hơn nữa, các gia chủ xem phần chọn tuổi xông nhà 2023 chi tiết theo đúng năm sinh của mình ngay bên dưới. Hy vọng rằng những thông tin về xông đất đầu xuân ở trên sẽ giúp quý vị hiểu và chọn lựa người phù hợp, mang tới may mắn cho gia đình mình trong năm mới. Chúc tất cả mọi người có một mùa xuân mới an khang và nhiều điều thuận lợi. Quý vị thân mến, chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị về những tiêu chí chọn tuổi xông đất đầu năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.